10 mâm cỗ. Chồng nhà nghèo hiếm muộn, mãi mới sinh được một mụn con trai. Cậu bé sinh ra khỏe mạnh và lớn nhanh như thổi. Nhưng càng lớn, chàng càng ăn rất tợn. Nồi kia, chảo nọ nấu lên bao nhiêu cũng không đủ. Hai vợ chồng cố sức làm lụng để nuôi con, nhưng nuôi không nổi. Mình à, con trai của chúng ta càng ngày càng ăn nhiều. Cứ đà này á, thì chúng ta làm sao nuôi nổi nó đây? Xưa chúng ta cầu xin khắp nơi mới sinh được ra nó. Giờ tôi lại cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho tôi có sức làm lụng để nuôi được nó thôi, chứ biết làm sao. À, tôi nhớ ra rồi. Con trai ơi, vào đây cha có điều muốn nói nè. Dạ, cha dạy con gì ạ? Chẳng biết con đi có được việc hay không, hay lại thêm họa vào người. Cha đừng có lo, con lớn rồi, giờ cũng phải làm một việc gì đó cho gia đình mình chứ. Cha mẹ thì cũng già, không thể nuôi con mãi được. Nói là làm. Ngay ngày hôm sau, chàng trai xách tay nải lên đường. Chàng cứ dọc bờ biển đi lần về phương Bắc. Một hôm, đến một xứ kia. Anh đang làm gì đấy? Tôi đang tắt nước biển. Anh không thấy sao? Sức khỏe của anh thật là phi thường. Công việc từ nhỏ của tôi là tát nước thuê, nên dần luyện được sức khỏe hơn người như thế. Công việc vất vả quá, hay là anh hãy đi theo tôi. Hả? Đi theo anh làm gì cơ? Tôi sang đó đòi nợ. Nhà vua nước láng giềng nợ gia đình tôi một số tiền lớn. Nếu chúng ta cùng đòi được nợ thì tôi sẽ chia phần cho anh. Ở tôi từ bé đã chẳng có gia đình, làm thuê hết nhà nọ đến nhà kia để kiếm sống. Nghe anh rủ vậy tôi cũng thấy hấp dẫn. Chúng ta cùng đi nha. Vậy thì hãy kết nghĩa anh em với tôi đi. Được. Vậy chúng ta là người một nhà. Vậy là hôm sau, chàng trai cùng người có khả năng tát biển lên đường. Họ đi 3 ngày 3 đêm thì tới một cánh rừng. Từ xa họ đã nhìn thấy một người thanh niên khác đang ngồi trên một cây lớn đã bị đổ. Ồ, anh hạ được cái cây to thế này sao? Phải rồi, chuyện nhỏ thôi mà. Tôi làm nghề đốn củi nên ngày nào cũng phải làm. Anh đốn củi thì được bao nhiêu tiền chứ? Hãy theo tôi đi đòi nợ vua nước láng giềng. Được tiền rồi chúng ta cùng nhau chia. Vua nước láng giềng vay tiền thì chắc hẳn nhiều lắm. Tôi vốn không có gia đình anh em, lang thang nay đây mai đó. Hay chúng ta kết nghĩa anh em và lên đường đi. Vậy là cả 3 người lại lên đường. Đi 10 ngày thì họ tới một cánh rừng khác. Làm sao anh có thể vác cả một túi than lớn như vậy trên lưng được nhỉ? Trời sắp tối rồi, anh có thể bán cho chúng tôi một ít than làm lửa đốt cho ấm được không? Chúng tôi muốn ngủ lại ở đây đêm nay. Ở rừng này nhiều thú dữ lắm, các anh có vẻ là người tử tế. Hãy về nhà tôi ở tạm tối nay, mai đi đâu hãy đi. Vậy có sợ làm phiền gia đình anh không? Tôi sống một mình bằng nghề đốt than, nhà nghèo chẳng có gì. Mời các anh về nghỉ tạm. Chúng tôi đang đi sang nước láng giềng đòi nợ, hay là anh đi với chúng tôi? Thế thì đi, tôi chẳng ngại gì cả. Vậy là cả 4 người bọn họ cùng kết nghĩa anh em và lên đường. Chẳng bao lâu họ đã tới kinh thành của nước láng giềng. Những người La Mặt kia, các người định đi đâu? Chúng tôi đi đòi nợ. Ngày xưa nhà vua từng vay của ông tôi một số tiền vàng và hứa sẽ trả gấp 100 lần. Chúng tôi quyết đòi hết mới về. Tưởng rằng chúng đã quên món nợ năm xưa, vậy mà giờ lại tới đòi. Ta không thể trả chúng một số tiền vàng lớn như vậy được. Hay mở tiệc thết đãi chúng một bữa rồi tìm cách giết chúng đi. Vâng thưa bệ hạ,
Cho bọn chúng ăn xong, thần sẽ mời chúng đi dạo trên con thuyền rồng để ngắm cảnh và... Trời ơi, thuyền của chúng ta đang chìm dần. Có ai cứu chúng tôi với? Đừng lo, có tôi đây rồi. Tôi có khả năng tát cả biển. Có chút nước này thì đáng gì với tôi chứ. May quá, không có anh thì chúng ta đã chết chìm rồi. Quân đâu? Giết chết bọn chúng cho ta. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Ôi, anh ấy thật tài năng. Chỉ một nhoáng mà cả cái cổ thụ đã bị đốn rạp rồi. Ôi trời ơi, phải làm sao đây? Thưa bệ hạ, hay thôi bệ hạ hãy trả quách đi cho xong. Số tiền tuy cũng nhiều, nhưng đối với ngân khố quốc gia thì cũng đáng là bao. Dù không đáng là bao so với ngân khố, nhưng ta cũng tiếc. Bệ hạ đừng lo, bệ hạ hãy ra lệnh cấm dân trong vùng không ai được gánh thuê cho chúng số tiền vàng đó. Chúng sẽ không thể mang hết được về. Vậy là chúng chỉ có thể mang một phần nhỏ về thôi ạ. Đúng thế, hãy mang tiền vàng ra trả bọn chúng đi. Hả? Chúng ta làm sao có thể mang về hết được cơ chứ? Bách Hoa Tiên Tử. Xưa ở ngôi làng nọ có một ông lão rất thạo nghề trồng và chăm sóc hoa. Khu vườn của ông lão rất nhiều loài hoa quý hiếm. Ông lão yêu hoa hơn cả sinh mệnh của mình. Nhanh lên, chạy nhanh lên. Ông ơi, cho chúng cháu vào vườn của ông chơi với nhé. Được, nhưng nhớ không được bẻ cành ngắt lá đâu nhé. Dạ vâng ạ. Thích quá. Ôi chào, nhiều loài hoa đẹp quá. Chà chà, vậy là mùa xuân cũng đã đến rồi. Vườn hoa của ta đã được khoác lên một sức sống mới. Ông ơi, ở đằng kia có một toán người hùng hổ đi đến dập nát cả vườn hoa ông ạ. Có gì đẹp chứ mà thiên hạ không ngớt lời khen vườn hoa của ông lão là sao? Dừng lại ngay. Ông cấm được bọn ta sao? Ở cái làng này ta muốn làm cái gì mà chẳng được. Đúng mày đâu, phá nát khu vườn này cho ta. Những bông hoa xấu xí này có gì mà thiên hạ cứ ngợi ca cơ chứ. Dừng lại mau. Phá nát luôn cả khu vườn này nữa. Đồ độc ác, tại sao chúng lại nỡ phá nát những cây hoa cơ chứ? Ôi, bao nhiêu công sức và tâm huyết của ta. Trời ơi là trời. Ông lão, xin đừng khóc nữa. Cô gái, cô là... Ông lão, xin đừng buồn nữa. Ta đã có cách giúp những cây hoa này trở lại tươi đẹp, thậm chí còn rực rỡ hơn cả trước nữa. Thật, không thể nào. Xin ông hãy mang một xô nước lại đây. Thật là kỳ lạ làm sao.
Cha cha, kỳ lạ quá. Hãy nhìn kìa, khu vườn kia có những bông hoa thật rực rỡ sắc màu. Kỳ lạ quá, mỗi bông hoa lại có nhiều sắc màu rực rỡ nữa chứ. Không biết ông già kia đã làm gì với cái vườn hoa tan hoang của lão. Chắc lại đang ngồi khóc hết nước mắt cũng nên. Hả? Hả? Thật kỳ lạ, hôm qua còn tan hoang, vậy mà nay đã... Lão này đúng là có ma thuật rồi. Bọn mày đâu? Mau mau trói lão già đó lại cho tao. Mau lên. Thả ta ra, thả ta ra. Các người định làm gì vậy? Khu vườn tuyệt đẹp này giờ đã là của ta rồi. Bay đâu? Mau mau bày rượu ra đây cho ta. Ta vừa uống rượu vừa thưởng hoa. Ta cược là trên thế gian này không ở đâu có vườn hoa đẹp và rực rỡ sắc màu như thế này. Trời ơi, nàng ở đâu tới mà xinh đẹp như vậy? À! Ôi, ôi, cứu tôi với, cứu tôi với. Khu vườn của ông lão từ đó luôn được bình yên. Cô gái đó cũng biến mất, không ai biết cô gái là ai, nhưng mọi người đoán đó là Bách Hoa Tiên Tử. Nàng vẫn luôn ở lại khu vườn của ông lão để bảo vệ những bông hoa trong vườn. Sự tích khăn tang. Ngày xưa, có vợ chồng nhà phú hộ nọ sinh được 5 người con gái. Lần lượt 5 cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở riêng. Tôi định là một chuyến đi thăm các con, nghỉ giờ ít nhất cũng phải nửa năm. Ông ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, chào tôi về nha. Bà cứ yên tâm đi thăm các con, việc nhà đã có tôi lo liệu. Chắc bà ấy đang vui vẻ bên mấy đứa con, chỉ còn lại cái thân già này. Ừ, mà cớ làm sao bà về nhanh như vậy? Bà bảo đi nửa năm cơ mà. Có gặp điều gì khó khăn dọc đường hay không mà vẻ mặt bà không được vui vậy? Ôi, chẳng có gì hết á. Tôi vẫn bình yên, chúng nó đều mạnh khỏe cả. Nhưng mà thôi, ông cứ đi một lần cho biết đi. Được rồi, vậy bà chuẩn bị hành lý, 2 ngày nữa tôi sẽ lên đường xem sao. Và thế là phú ông lên đường tới nhà các con. Bu vừa mới đến hôm trước, hôm nay thầy đến đây làm gì nữa? Ta chỉ muốn đến xem từ khi các con đi lấy chồng, cuộc sống ra sao thôi. Cha thấy đấy, con vẫn khỏe, béo tốt. Thôi, cha ngồi chơi, con đi có một chút việc. Bao giờ đói, bảo với con để con sai người nấu cơm. Con... Thầy đừng có ăn vội, đợi nhà con vào rồi hãy ăn. Mình ơi, để đó đi, vào ăn cơm cho ông già ăn với. Thì ra bây giờ, nó coi cha nó chẳng ra cái gì. Nếu chồng nó không ăn, thì có lẽ mình cũng phải ngồi nhịn đói. Ta phải đi thôi. Chắc thế nào, những đứa sau cũng phải khác chứ. Chẳng lẽ đứa nào cũng như vậy cả sao? Nhưng trái với mong muốn của phú ông, đứa con gái thứ hai cũng giống hệt chị. Phú ông buồn rầu, tin tưởng vào đứa con thứ ba, thứ tư, nhưng chúng đều giống nhau. Đứa con thứ năm nghe tin ông đến, còn cáo ốm bệnh truyền nhiễm không ra mặt, khiến ông lấy làm buồn lòng lắm. Thế là mấy đứa con có cũng như không, chẳng hy vọng gì vào chúng nó đỡ đần mình tuổi già nữa rồi. Có khi chúng ta phải đi kiếm một đứa con nuôi nào đó sống tử tế, đặng mai sau nó săn sóc chúng mình lúc mắt lòa chân chậm. Bà nói nghĩ sao? Thôi thôi ông ạ, đừng có đi mà mất công lại nhọc xác. Con đẻ đứt ruột ra mà chúng không đói không hoài thì con nuôi có làm được gì đâu. Trên đời này có kẻ tốt người xấu, đâu phải ai cũng như ai. Bà đừng có ngại. Thôi được rồi, ông cứ đi xem thử đi. Ai mua cha không? Có ai mua cha thì ra mà mua. Mua ta về làm cha, chỉ mất 5 quan tiền thôi. Mua lão ấy về nhà để mà hầu chắc, mà để rồi đây lão ta 100 tuổi qua đời, có được đồng nào, còn phải lo tống táng nữa sao? Thà nuôi một người đầy tớ còn hơn. Có ai mua cha không này? Tôi nghe thấy có người ra bán cha. Hai vợ chồng mình mồ côi từ thổi bé, chưa bao giờ được hưởng tình cha con.
mà có lẽ ông cụ cũng không còn chỗ nương thân nên mới đi rao bán như thế. Hay mình mời ông về nhà? Ừ, mình nói cũng phải. Ông định bán bao nhiêu tiền? Năm quan không bớt. Thú thật với ông, nhà con nghèo quá, muốn mua ông nhưng không sẵn tiền. Vậy ông ngồi chơi, để con bảo nhà con đi vay xem. Chỉ có 2 quan thôi mình. Thực tình con cũng muốn mua ông về sống cùng tụi con cho vui cửa vui nhà. Nhưng tụi con vay mãi cũng chỉ được có 2 quan. Liệu ông có bớt không ạ? Không ngờ hai người này lại có lòng đến vậy. Không được, ta phải thử thách họ thêm. Không được, 5 quan không bớt. Hai người mua ta về, sau này sẽ hữu ích lắm đấy. Vậy ông ngồi đây, để con đi kiếm thêm tiền đưa ông. Dạ, 5 quan của ông đây ạ. Thật 5 quan ư? Thật là các con muốn mua ta ư? Vậy là ta đã có con rồi. Vâng, từ nhỏ đến giờ chúng con bồ côi cha mẹ, chưa biết được tình thương của cha là như thế nào. Giờ có cha, chúng con vui lắm. Con ta. Cha. Mà sao? Tại sao đầu tóc của vợ con lại cắt cục đến như vậy? Ta nhớ đợt trước tóc con dài mà. Chẳng giấu gì cha, nhà con quá nghèo, không đủ tiền mua. Mà nếu không mua thì ít có dịp nào tốt hơn. Vì vậy, vợ con phải cắt tóc đi bán mới có đủ số tiền 5 quan đó. Đích thực là những đứa con mà ta cần rồi. Cha có thấy đỡ mệt không ạ? Cha ăn đi ạ. Mình ơi, thức ăn ở nhà đã hết sạch rồi. Tóc dự trữ em cũng mang ra, hết rồi. Giờ thì biết lấy gì mà ăn đi. Không sao đâu, để tôi lên rừng kiếm ít củi mang ra chợ bán. Mua ít gạo nấu cháo cho cha. Còn vợ chồng mình ăn ít rau rừng cho qua bữa cũng được. Đành phải vậy thôi. Còn không cần phải đi đâu cả. Các con hãy đốt cái nhà này rồi đi theo ta. Cha, cha nói gì vậy? Đốt nó đi, chúng con sẽ sống ở đâu ạ? Làm con thì phải vâng theo cha mẹ, chớ có sai lời. Cha đã bảo các con đi theo cha kiếm ăn thì cứ việc đi. Còn cái nhà ọp ẹp này chẳng đáng bao nhiêu, đừng có tiếc nữa. Giờ thì các con hãy đi theo ta. Các con ơi, đã đến nhà ta rồi. Cái gì? Nhà ta đây sao? Bà nó này, đây mới thật là con của chúng ta đấy. Ta vốn là phú hộ vùng này, vốn dĩ ta có 5 đứa con gái, nhưng chúng đi lấy chồng thì đều tỏ ra thờ ơ với cha mẹ. Vậy nên ta mới lên đường đi tìm con nuôi. Và các con chính là những người mà ta cần chăm sóc ta bằng cả tấm lòng, dù các con cũng nghèo khó. Từ giờ các con hãy sống ở đây với ta, ta sẽ không để hai con phải khổ nữa. Năm năm sau, phú ông sau một cơn bạo bệnh không may không qua khỏi. Trời ơi, ông cha, ông ơi, cha ơi, ông ơi. Có lẽ tôi không ổn rồi. Tôi sẽ để lại gia tài cho đứa con nuôi của mình. Sau khi tôi chết, bà nhớ đừng cho 5 đứa con mình biết tin đấy. Việc để tang thì đứa con trai cứ theo cổ tục, cắt tóc đội mũ quấn rơm trên đầu. Nhưng con dâu thì bà bảo nó khỏi cắt tóc. Vì tôi chưa bao giờ quên được cái việc nó đã hy sinh mái tóc dài của nó để mua cha. Vậy nó chỉ cần đội khăn tang là đủ. Cha, cha ơi. Xin lỗi ông vì tôi đã không giữ lời hứa. Nhưng dù sao cũng nên để 5 đứa con gái tiễn ông một đoạn đường ngắn chứ. Cha các con trước khi mất rất giận, vì vậy các con hãy đeo những chiếc khăn này che mặt lại để linh hồn cha các con không nhận ra. Nhớ không được khóc lóc ầm ĩ, nghe chưa? Từ đó người ta bắt chước để tang theo cách gia đình này đã làm. Con trai cắt tóc vành rơm, mũ mấn, dây lưng chuối như cổ tục. Con dâu được miễn cắt tóc, chỉ đội khăn tang, lại miễn cả che mặt. Còn con gái ngoài khăn tang còn có một mảnh vải che mặt. Và đó chính là sự tích ra đời của chiếc khăn tang. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.